Cây ở Bồ Đào Nha rất lạ bà con ơi, nó có nhiều cái rong rêu như thế này bà con, không riêng gì cây cây sồi này mà tất cả các loại cây khác cũng đều có rong rêu bám vô. Như vậy chứng tỏ cái vùng này, vùng địa trung hải này nó ẩm ướt nhiều, cho nên mấy cái nấm, mấy cái rong rêu nó mọc lên và nó bám vô cái cây này như vậy đó. Đó, coi như nó bám nhiều thế mà có thể đó, nó bám đầy hết ra, mà không riêng gì về cây này ha, cái cây sồi này mà rất là nhiều, cả cây thông này cũng vậy nữa nè. Đó, cả cây thông này cũng cứ rong rêu nó cũng bám vô bà con ha. Đó, nó được bám vô để cho cái như vậy cái rong rêu nó không có hại, nó không hại cho cái cây, nhưng mà nó có thể làm cho cái cây nó tươi tốt hơn. Thế là mình thấy cái vùng ở Bồ Đào Nha này cây nó tươi tốt hơn là cái vùng ở Tây Ban Nha. Cái hầu hết cái cây chỗ nào cũng đều có rong rêu hết á. Đó, cái nào cũng rong rêu hết nè. Giống như ở mấy cái bức tường như thế này ha. Bức tường này nó cũng có rong rêu nè. Để chứng tỏ cái độ ẩm á, có độ ẩm của nó nhiều. Thì cái này nó hơi màu xám xám để mà còn thấy đó. Đó, nó bám vô vậy. Như vậy cái vùng này tại sao cái cây cối nó tươi tốt, là tại vì cái khí hậu nó ẩm ướt, nó giữ được cái độ ẩm mà, cho nên cây nó tươi tốt hơn. Ok, một vài nhận xét, chút xíu nhận xét đại khái của mình vậy. Hy vọng ai mà hiểu biết nhiều thì cho mình lời bình gì ha bà con.